Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, bà Đặng Thị Hoàng Yến kiện ông Nguyễn Tấn Dũng ra tòa trọng tài quốc tế. Cựu Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng bị đơn trong vụ đòi bồi thường 2,5 tỷ đô la do cựu đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến khởi kiện ra tòa trọng tài quốc tế sẽ bị tống đạt thông báo trọng tài vào hôm nay 10 tháng 9 năm 2019, theo thông tin từ văn phòng luật sư của nguyên đơn. Vào tối ngày 9 tháng 9, văn phòng của công ty luật Busby của luật sư Anthony Busby ở Texas, một trong năm luật sư của bà Maya DeAngelis, tên mới của bà Yến sau khi nhập quốc tịch Mỹ, email cho phóng viên: cựu Thủ tướng Việt Nam sẽ bị tống đạt thông báo trọng tài Notice of Arbitration vào ngày mai, và như vậy thủ tục tố tụng trọng tài sẽ chính thức bắt đầu. Trước đó, hôm 6 tháng 9, trang PR Newswire trích thông báo của văn phòng luật sư Charles H. Camp ở thủ đô Washington, một luật sư trong tổ hợp các luật sư đại diện của bà Dan Last, cho biết đây là vụ kiện giữa nguyên đơn là tiến sĩ Maya Dallas tiến hành thủ tục tố tụng trong trọng tài khởi kiện cựu Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng vì đã làm cho công ty của bà thiệt hại 2,5 tỷ đô la về lợi nhuận và đầu tư trong dự án nhiệt điện Kiên Lương ở tỉnh Kiên Giang trong thời gian ông Dũng còn tại vị. Văn phòng công ty luật Busby cho phóng viên biết thêm việc ông Nguyễn Tấn Dũng hủy bỏ dự án này là hết sức vô lý và dựa trên những lý do mang tính cá nhân, chứ không liên quan gì đến nhiệm vụ của ông khi ông đảm nhận cương vị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Tiến sĩ Denges Lats và các công ty của bà đã đầu tư hơn 250 triệu đô la vào việc phát triển dự án nhiệt điện Kiên Lương và bà đang phải chịu những thiệt hại đáng kể. Không chỉ vì chi phí đầu tư và chi phí pháp lý mà còn mất một khoản lợi nhuận khổng lồ, công ty luật Busby cho biết thêm. Bà Dan Glass khởi kiện ông Nguyễn Tấn Dũng thông qua Ủy ban Luật Thương mại Quốc tế Liên Hợp Quốc UNCITRAL, và nơi trọng tài giải quyết được đề nghị là tại thủ đô Paris, Pháp, theo trang PR Newswire. Trang PR Newswire trích lời của bà Denglas nói: công ty của tôi sẽ thu về hàng tỷ đô la từ dự án nhiệt điện Kiên Lương. Số tiền này là cơ hội để giải quyết công ăn việc làm và giáo dục cho người nghèo ở Việt Nam và Hoa Kỳ. Đối với tôi, thủ tục tố tụng trọng tài này không chỉ là một câu chuyện pháp lý mà nó còn có ý nghĩa đối với cuộc đời tôi. Cũng theo thông báo trọng tài vào năm 2007, ông Nguyễn Tấn Dũng đồng ý cho công ty cổ phần đầu tư công nghiệp Tân Tạo ITA thuộc tập đoàn Tân Tạo tiến hành dự án đầu tư khu vực khu công nghiệp, nhà máy nhiệt điện và cảng nước sâu ở huyện Kiên Lương, nhưng 9 năm sau khi thực hiện hợp đồng thì ông Dũng hủy bỏ dự án này. Phóng viên chưa liên lạc được với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Văn phòng Chính phủ và Bộ Ngoại giao Việt Nam để tìm hiểu về phản ứng của họ trước vụ kiện này. Trang Việt Nam Finance dẫn lời Bộ Công Thương cho biết nguyên nhân tạm dừng dự án nhiệt điện Kiên Lương là vào ngày 18 tháng 3 năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định 428 trên quy đề TTG phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến 2030, trong đó không có dự án nhiệt điện Kiên Lương. Chưa đầy một tháng sau, vào ngày 6 tháng 4 năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rời chính trường Việt Nam do Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm. Văn phòng luật sư Charles H. Camp còn cho biết rằng tiến sĩ giáo dục Maya Dangalas chính là bà Đặng Thị Hoàng Yến, chủ tịch tập đoàn Tân Tạo. Truyền thông Việt Nam cho biết bà Đặng Thị Hoàng Yến từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13 từ năm 2011, nhưng tháng 5 năm 2012 thì bà viết đơn từ nhiệm và sau đó bị Quốc hội bãi nhiệm với lý do đã khai không trung thực, làm cho cử tri và tổ chức hiểu không đúng về tiểu sử và quá trình hoạt động của bản thân. Bà Amanda O, phát ngôn cho công ty luật The Busby, nói với nhật báo người Việt tại California rằng
Paris đã được đề nghị làm nơi phân xử trọng tài vì nó được công nhận trên toàn thế giới với vai trò nổi bật và hàng đầu về trọng tài quốc tế. Tòa trọng tài Paris là nơi tập trung cho các bên giữa nguyên đơn mang quốc tịch Hoa Kỳ và bị đơn mang quốc tịch Việt Nam nhằm giải quyết tranh chấp hiện tại. Ông Nguyễn Tất Dũng có thể lựa chọn xuất hiện hoặc không tại phiên tòa, nhưng cho dù có hay không, vụ kiện vẫn diễn ra. Khi được hỏi liệu chính phủ Việt Nam hay thủ tướng đương nhiệm là ông Nguyễn Xuân Phúc có là một phần trong bị đơn, bà O nói tùy thuộc vào việc ông Nguyễn Tất Dũng có quyết định cho luật sư bào chữa của ông triệu tập đương kim thủ tướng Klemover Nguyễn Xuân Phúc hoặc hệ thống chính quyền hiện tại của đương kim thủ tướng hay không. Trong một vụ kiện khác ở Houston, trang SE Texas Record cho biết bà Dan Glass rời Việt Nam năm 2012 và nhập quốc tịch Mỹ năm 2015. Bà Yến là người sáng lập công ty ITA từ năm 1993 và giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị ITA từ năm 1996 tới nay dù vắng mặt tại Việt Nam. Bà hiện vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị trường đại học Tân Tạo, từng là chủ tịch của diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Hoa Kỳ, thành viên của hội đồng tư vấn kinh doanh ủy ban kinh tế xã hội khu vực châu Á Thái Bình Dương ESCAP, thành viên hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN, thành viên của chương trình nghị sự toàn cầu khu vực Đông Nam Á và diễn đàn kinh tế thế giới. Bà cũng là chị của ông Đặng Thành Tâm, một nhà kinh doanh bất động sản và cựu đại biểu Quốc hội của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luận văn tiến sĩ vào tháng 4 năm 2019 tại trường University of New England, bà Đặng Hoàng Yến có tựa đề sự cần thiết phải cải cách giáo dục đại học Việt Nam để phù hợp với nhu cầu nhà tuyển dụng. Các dữ liệu quyên góp bầu Tổng thống Mỹ năm 2016 cho biết bà Dan Glass sống tại thành phố Houston, Texas và đóng góp cho cuộc vận động bầu cử của Tổng thống Donald Trump. Từ khi bị bãi nhiệm, truyền thông trong nước gọi bà Yến là đại biểu Quốc hội mất tích. Đặng Hoàng Yến khởi kiện Nguyễn Tấn Dũng vì xóa hợp đồng phi pháp dự án Kiên Lương Thermal Complex Power Project làm lỗ 2,5 tỷ. Nhà kinh tế Mỹ và nữ chủ tịch công ty Tân Tạo Energy Corporation TEC là tiến sĩ Marja Dangelas, có tên Việt Nam là Đặng Thị Hoàng Yến, đã khởi sự các thủ tục tố tụng chống lại cựu Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng vì đầu tư và thiệt hại lợi nhuận vì lỗ hơn 2,5 tỷ đô la, theo báo mạng PR Newswire cho biết hôm 6 tháng 9. Dự án Kiên Lương Thermal Complex Power Project dự định tạo ra nhiều tỷ đô la cho các công ty của tôi để cung cấp việc làm và các cơ hội giáo dục cho người nghèo tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Vấn đề tố tụng này không chỉ là vụ pháp lý đối với tôi mà còn là nguyên nhân của cuộc đời tôi. Tiến sĩ Dan Glass cho biết như vậy hôm thứ Sáu. Theo thông báo tố tụng, trong khi làm thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng đã giải thể bất hợp pháp hợp đồng của Tân Tạo Energy Corporation để xây dựng, làm chủ và hoạt động dự án Kiên Lương Thermal Complex Power Project tại Việt Nam. Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý tạo dự án đầu tư đối với một công viên kỹ nghệ, một nhà máy điện khu vực thành thị và hải cảng sâu tại quận Kiên Lương với Tân Tạo Investments là công ty chị em với Tân Tạo LG Corporation vào ngày 15 tháng 7 năm 2007. 9 năm sau khi thực hiện hợp đồng, Nguyễn Tấn Dũng ra lệnh xóa dự án là vi phạm trực tiếp của nhiều ủy quyền và thỏa thuận đầu tư bởi và giữa TEC và chính quyền Việt Nam, theo thông báo tố tụng cho biết. Hồ sơ kiện này nhằm mục đích giữ cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chịu trách nhiệm đối với các hành động của ông trong các khả năng lúc ông còn tại chức và cá nhân. Kết quả việc thân chủ của tôi bị mất tiền đầu tư và lợi nhuận là kết quả trực tiếp của các hành động của Thủ tướng 3X Nguyễn Tấn Dũng trong cả các khả năng tại chức và cá nhân của ông, theo Tony Burtsby cho biết.
Sự tố tụng được đòi hỏi trong vấn đề là theo điều luật của Ủy ban Liên Hợp Quốc về luật thương mại quốc tế USAICHO, Paris là vị trí trọng tài được đề xuất vì sự công nhận trên toàn thế giới là như một diễn đàn dẫn đầu đối với tố tụng quốc tế. Đại diện cho các nguyên đơn trong tố tụng quốc tế này là Charles H. Combs tại Washington DC, Dr. Jalo El Adab Paris, Anthony Bushby ở Houston, Texas, Trish Lewis Houghton và bà Minh Tâm ở Tommy Trần tại Houghton. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình tiếp theo được tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để giúp cho thông tin của chúng tôi được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.